Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2017. Hôm nay có một cái sự trùng hợp là ngày thứ sáu và là 13 đấy nghe. Thế nhưng mà chúng ta lại hên. Đó là các vị thấy là 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mấy cháu nó order từ bên Việt Nam mới vừa gửi qua. Chừng như là sách này được in năm 2014 á. Đến hôm nay thì tìm không có ra. Và bên kia một nhóm các vị họ hết sức nhiệt tình cho nên họ tìm ra một số, không có nhiều lắm. Do vậy cho nên hôm nay thầy nghĩ chắc mấy đứa con mang cúng dường để chúng có mặt nơi đây đi. Mang xuống đi. Cái này họ in xong nộp lưu chiểu vào tháng 10 năm 2014, tức là năm nay là năm 2017 rồi. Thì các vị thấy rằng là hàng hàng hiếm à. Mình nghĩ rằng đây là một món quà vừa là cuối năm của âm lịch nhưng mà cũng là đầu năm của dương lịch. Dường như chỉ có được có 100 cuốn thôi thì phải. 100 cuốn thôi. Ai mà không có tham dự được những buổi học đầu năm như thế này thì chắc trong tương lai các vị tìm cũng hơi khó. Và thưa đại chúng là cái lời dẫn của cuốn sách này họ viết rất là hay nghe. Lời dẫn cuốn sách này họ viết rất là hay. Mình chưa có dịp đọc cho các vị nghe lời dẫn ở trong cái cuốn sách này. Người Việt họ dịch cuốn sách này, họ tuyển lại từ những cái thông tin để họ viết cái lời dẫn đầu, tức là lời tựa cuốn sách này rất là dễ thương. Và mình nghĩ rằng là cuốn sách này nó không đơn giản chỉ là những đoạn tuệ ngữ. Các vị đọc trong những buổi học mà cuốn sách này được gọi là sách gối đầu ạ. Tại vì những lời nó tràn đầy trí tuệ. Nó giúp cho chúng ta có thể chiêm nghiệm và suy tư về những điều của Ngài dạy. Và trong đây có những đoạn ban đầu ông viết đoạn là tư tưởng Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật giáo trên một hành tinh mà con người dường như nó mất cái định hướng. Đầu tiên ông giới thiệu đây là một quyển sách rất bé nhỏ nhưng mà nó là chứa được tư tưởng của một con người rất lớn. Kỳ thực rằng là có khi mất cả ngàn năm người ta mới có được một bậc thầy như Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Dân Tây Tạng coi Ngài là vị Quan Thế Âm Bồ Tát, là hiện thân của Quan Âm có mặt giữa dòng đời này. Thế nhưng mà khi hỏi Ngài về những điều này thì Ngài luôn chối phân đi, Ngài nói Ngài chỉ là một thầy tu bình thường thôi. Đành rằng là Ngài cũng công nhận là mình là người tái sinh. Thế nhưng mà Ngài không có nhận rằng mình là Bồ Tát chi cả, chỉ là một con thầy tu rất là bình thường. Và những lời dạy của Ngài, thưa các vị, nó vượt ngoài biên giới của quốc gia, vượt ngoài cái tính cách của một dân Tây Tạng. Đó là một sự đóng góp lớn cho hành tinh. Ngài tự hào Ngài là con người của hành tinh chứ không phải là của một dân tộc. Và chúng ta để ý thì những lời dạy của Ngài nó rất ít cái màu sắc tôn giáo nghe. Lâu lâu Ngài cũng giới thiệu một cách rất là khiêm tốn và rất là ý vị trong những lời dạy của Ngài, chứ Ngài không có hề là đưa cái màu sắc tôn giáo rất là nặng nề để giới thiệu đến bao nhiêu người ta ngưỡng mộ Ngài. Và trong cái đời sống của Ngài cũng như trong lời nói Ngài nó tràn đầy sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn, giản dị, dễ thương. Và một đời sống nếu mà nói như chúng ta đó là gánh trên vai cả dân tộc Tây Tạng nó chịu nặng. Thế nhưng mà đời sống Ngài nhẹ tênh à. Ngài không có đến nỗi bị những cái trách nhiệm, u uất, buồn phiền và những cái căng thẳng của đời sống bình thường thế nhân nó đè nặng trên đời sống Ngài. Và khi người ta có dịp thăm dò Ngài và những cái điều Ngài trả lời, thưa các vị, nó biểu hiện được một đời sống nó vô cùng giản dị. Giản dị trong sinh hoạt đời thường. Ở đây các vị đọc cái phần mở đầu các vị thấy
Và điều thứ hai nữa là người ta hỏi là tại sao Ngài có khả năng làm cho đời sống nó quá ư là trĩu nặng đối với một người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và gánh trên vai trách nhiệm tồn vong của một đất nước Tây Tạng, mà Ngài có thể sống vui, sống thênh thang. Và đôi khi có những ngôn ngữ rất ư là dí dỏm, đầy thông minh. Tại sao như vậy? Hóa ra thăm dò vào đời sống ông thì trung bình một ngày ông dành tới 7-8 thời thiền định. Dường như cái thời giờ của ông để dành cho cái chuyện vẫn vơ vô ích dường như không có nghe. Thì giờ đó là giờ của sự tu tập. Mà trong những giờ thiền định đó là ông quan sát về cái chết, tức là tiếp xúc với cái chết từng sát na một. Cái đoạn này, Ngài thiền định về quá trình của cái chết từ 6 đến 7 lần mỗi ngày. Và còn nói thêm rằng trên nguyên tắc thì Ngài đã thuộc bài, thế nhưng khi cái chết thật thì chưa biết ra sao. Câu nói vừa khiêm tốn lại vừa khôi hài và dí dỏm đó cho thấy Ngài không hoàn toàn sống trong thế giới thô thiển của chúng ta, mà trong những lúc hành thiền đó, Ngài đã hòa nhập vào thể dạng ánh sáng trong suốt của tri thức phi thời gian và không gian của Ngài, mà Ngài đã thực hiện được qua phép thiền định về quá trình cái chết. Và người ta nói rằng ông là một vị A-la-hán hiện tiền, chứng nghiệm Niết Bàn hiện tiền. Và kỳ thực rằng là thưa các vị, quyển sách này các vị đọc và với ít nhiều quán chiếu và hành trì, nhất là các vị nhìn vào cuộc đời hiện thực của Ngài, tiếp xúc với những cái pháp hành trì, và cũng không cần phải thọ pháp Karachi gì của Tây Tạng cả, tức là pháp điểm đạo Tây Tạng. Các vị nương theo lời dạy của Ngài, quán chiếu về cái chết từng ngày đang đến các vị. Các vị thấy chừng như là mình chưa biết trân quý đời sống của mình cho đủ để có thể làm cho nhẹ gánh nghe. Dường như mình ôm đồm tất cả những cái điều phiền muộn vớ vẩn, nó không đáng đồng xu con nào để làm chịu nặng lòng mình. Các vị có thể nhận diện về cái chết đang đến với mình từng ngày, mỗi ngày 7 lần ngồi quán chiếu về cái chết đang có trong ta, và ta có thể chết bất cứ lúc nào. Thì tôi nghĩ rằng là phiền não nó không được phép có mặt trong các vị. Và các vị cũng không có vụng về gì vung vãi phiền não hay là buồn giận vào người khác. Chừng như đời sống người ta nó quá ngắn và người ta cố tình quên đi đời sống quá ngắn của mình, cho nên người ta chuốc rất nhiều những cái chuyện nó vô cùng phí phạm cho chính họ và gây phiền muộn cho bao nhiêu người chung quanh nhé. Điều này nó là một lẽ thật thôi. Và các vị nhìn coi, dường như khắp hành tinh này người ta sống trong cái sự lay lắt, quên đi cái chết đến từng ngày, cho nên họ nỡ lòng làm khổ nhau rất là dễ. Tôi nghĩ rằng chỉ cần quán chiếu một chút về sự thật này thì tôi nghĩ chắc không ai có gan, không ai có gan phung phí đời sống mình một cách rất tội nghiệp. Không ai nỡ làm buồn phiền cho người thân của mình hoặc là buồn phiền cho chính mình đâu. Đôi khi thưa các vị là mình không có khởi Bồ Tát tâm, mình cũng rất là ngao ngán trần đời nghe, mình muốn nhập Niết Bàn cho rồi. Tại vì mình thấy sao có những điều rất là đáng quay lưng lại. Những người theo học với mình có khi rất là lâu, thế nhưng mà cách hành xử họ rất là vụng, chung chung là như vậy. Họ không trân quý những buổi học là một, thậm chí họ không trân quý chính đời sống của họ là hai. Có khi dù dặm họ một cách rất là tội nghiệp. Và thưa các vị, đôi khi mình cũng cảm thấy hơi nản lòng. Mình nghĩ rằng là chắc thôi, vài năm nữa thôi rồi mình cũng dừng cái chương trình dạy học lại, tìm một hành tinh khác, một nơi chốn nó có nhiều nhân duyên lành hơn, rồi mình hướng dẫn người ta tu thôi. Chứ còn chừng như là những điều mình dạy nó trở thành quá tải, hoặc là nó trở thành quá nhàm chán nữa, cho nên người ta nghe cho vui thôi. Chứ còn ứng dụng để làm cho đời sống họ nó có được phẩm chất, có thể sống hài hòa, sống đẹp, sống dễ thương với người gần gũi dường như cũng không dễ tìm. Đây là một lẽ thật nghe. Cho nên xin khuyên nhau một lời đó là các vị nên mỗi ngày quán chiếu 7 lần, 7 giờ thiền định về cái chết đang có mặt trong ta.
Và chắc chắn điều này nó sẽ xảy ra thôi. Các vị có thể chống chọi được với bất cứ thứ chi, nhưng mà tử thần các vị không chống được đâu. Thưa đại chúng, là mình nằm 2 tuần lễ bệnh á, mình mới thấy rằng mỗi đêm mà mình nằm được yên bình, răng không có đau là một hạnh phúc nha. Nằm để ngủ đi, giấc ngủ bình yên là hạnh phúc. Có khi nằm nhưng mà chừng 3 phút thôi phải ngồi dậy, tại vì nó đau, nó nhức không chịu nổi. Rồi những ngày đầu bệnh cảm, thưa các vị, là nó ho, các vị cứ tưởng chừng như là cổ mình nhìn như nó muốn gãy ngang vậy, nó khô như vậy. Và lâu lâu có những cơn bệnh mình nằm mình trầm tư, mình thấy ồ, hóa ra là đời sống nó mong manh như vậy. Hóa ra là những cái chuyện người ta vơ vào, ta tự chuốc khổ cho người ta, nó rất là tội nghiệp cho đời sống ngay. Trong khi những cái mà các vị tự chuốc khổ cho mình, dường như nó chiếm 98%, chỉ còn 2% là nỗi khổ nó đến do cân bệnh, do sức khỏe suy yếu, do những bất trắc xảy ra nơi thân thôi. Chứ còn tất cả những cái buồn phiền, giận dữ, căm ghét, bực mình của các vị dường như là do chính mình tạo nhiều hơn. Thế cho nên thưa đại chúng, lời khuyên nơi đây đó là cái công phu tu tập chúng ta đừng nói đến chuyện là hành thiền, đừng nói đến chuyện là chứng nghiệm cái chi an lạc nhiều cả. Các vị bắt chước Ngài Đạt Lai Lạt Ma, mỗi ngày nằm trầm tư hoặc ngồi trầm tư về cái chết đang có mặt nơi ta 7 tiếng đồng hồ, thì các vị thấy rằng cuộc đời này rất đáng quý, rất đáng sống, rất đáng để cho mình mở lòng ra với mọi người, khiêm tốn trước mọi người, đừng làm buồn lòng mọi người. Điều này thưa các vị nó rất là cần thiết. Bằng không thì thưa các vị, dường như mình học Phật Pháp, mình nghe Pháp hoặc mình tu chẳng qua là một món trang trí cho vui thôi, làm cho cuộc đời mình nó có nhiều sắc thái để mình tự hào với thiên hạ, chứ còn nội dung đời sống mình dường như không đổi thay gì cả. Mình thích chỏ mỏ vào những chuyện phiền não của bao nhiêu người, mình thích chuốc vào những phiền muộn, và những cái điều này nó vô cùng vớ vẩn. Và thông thường có khi mình tu, thưa các vị, càng tu lâu rồi tâm thức của mình nó càng trở thành khó chịu ra nghe. Hồi mới tu thì có khi còn dễ thương, thế rồi càng ngày càng tu lâu rồi mình cảm thấy mình phải làm cái này, cái nọ, cái kia. Thưa các vị, điều này là mình chứng nghiệm trong thế giới người tu của mình, nó dường như là chuyện rất bình thường á. Hai điều nó xảy ra rất dễ nhận ra. Mình sống nhiều trung tâm tu học lắm, mình thấy dường như là khi các thầy các cô có điều kiện xuất gia rồi thì họ thấy những ngày tu nó dường như nó quá là đơn giản, nó không có gì phải trân quý cả. Rồi những người cư sĩ, thưa các vị, họ tìm được một cơ hội để có được một ngày trong chùa để thực tập thì họ quý một ngày nó vô cùng á. Họ có thể học hết mình, tỏ thiền hết mình. Và không nói đâu xa, lên học viện tôi chiêm ngưỡng mấy anh thiền sinh thanh niên ở ngoài, nó đến nó tu thôi mình thấy nể phục á. Thì giờ rảnh rang thì nó liền vô ngồi thiền liền, nó trong thiền đường lúc nào cũng thấy có những anh thiền sinh Mỹ cả. Rồi tôi đếm đi đếm về thì các thầy dường như là không có thời giờ ngồi thiền, cái kiểu lén lén ngồi như cư sĩ. Dường như là khi xuất gia rồi đời sống người ta nó nhạt nhòa đi hồi nào không hay. Và có những buổi học, thưa các vị, là các thầy cô ở Lộc Quyển có học rất ít, nhưng mà thiền sinh Mỹ thì học đầy. Lái xe mất cả tiếng đồng hồ về học một buổi tối vào ngày thứ tư. Rồi có khi nhìn thấy các thầy nhẫn nhơ sống qua ngày, mình thấy vô cùng tiếc nuối. Vinh vào cái cớ rằng là đã là người xuất gia rồi. Rồi thưa các vị, là một vài buổi họp, một vài buổi làm việc trong chùa có đáng gì đâu, để cho ngày tháng nó trôi qua. Và có khi hồi còn là cư sĩ thì mình đến với đạo bằng cả tấm lòng mà. Mình trân quý đời sống tu, mình quý trọng từng ngày. Thế rồi khi luyện đời sống mình xuất gia được rồi, bắt đầu là để ý đến cái chuyện là về địa vị nè, về cái thì giờ làm việc nè, về cái sự thua thiệt người nói người kia nè. Quên một điều rằng là có được tam bảo để mình thờ phụng, có được Phật để mình lễ lại,
có được thiền đường nếu mình tọa thiền, hoặc là cận nhân tình hơn nữa là có được mấy chùa mình ở, mình không có cần trả tiền nhà, có được miếng cơm ăn, mình không cần bỏ tiền ra để đóng tiền lại là hạnh phúc rồi. Làm những cái việc nhỏ nhoi trong đại chúng, cúng dường công sức của mình có đáng gì đâu. Thế nhưng mà mình thấy dường như là người ta xuất gia ít lâu rồi thì cái sự nhạt nhòa đối với cái pháp hành trì tự nhiên nó đến mà họ hồi nào không hay. Rồi lây quay họ phát giác ra dường như là đời tu mình chẳng qua chỉ là việc luyện mình vô chùa ở và ngắm nghía về cái chuyện thành bại lợi danh, hoặc là dòm ngó với nhau về chuyện tu ít tu nhiều, dường như là chuyện này rất là bình thường nghe. Cho nên xin khuyên nhau rằng người xuất gia hay là cư sĩ mới học đạo hay là đã tu tập lâu thì các vị nên có chút thì giờ ngồi quán chiếu cái chết, tiếp xúc cái tử quán để thấy rằng là đời sống mình rất là mong manh, thấy rằng có một ngày khỏe mạnh, không tật bệnh, không ốm đau là hạnh phúc rồi, có một ngày có đủ miếng ăn là hạnh phúc rồi, chân còn đi được để lễ Phật là hạnh phúc rồi, tai mình chưa ngảnh ngãng nghe pháp là hạnh phúc rồi. Gần gũi nhất là có một đêm nằm xuống ngủ yên bình, mình không có nhức răng, không có sổ mũi, cổ mình không có đau là tuyệt vời rồi nghe. Những điều này thưa các vị nó rất là gần gũi đời thường, nó không phải là cái gì xa lạ cả. Đôi khi mình quên mất, mình để cho ngày tháng nó tuột khỏi tầm tay mình rất là tội nghiệp. Và các vị đang trong cái quá trình đếm ngược chứ không phải đang đếm tới. Các vị đang mất từng ngày chứ các vị có thêm được từng ngày đâu. Vừa sinh ra là mình đã mất đi một ngày của đời sống, và cứ sống một ngày là mất đi một ngày của đời sống. Và chúng ta có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, nó nhanh lắm, thoáng như anh chết vậy đó. 5-7 tỷ con người trên hành tinh này, mỗi ngày người ta sống và chết biết bao nhiêu con người đâu. Họ sinh ra, họ ra đi, thưa các vị, nó rất ư là mong manh và có đáng gì đâu. Thế mà người ta có thể vì một lý do rất là nhỏ nhặt, người ta buồn phiền, người ta giận dữ, người ta trách cứ. Ta bảo rằng nói như thế là xúc phạm tôi, nói như thế là làm tổn thương tôi. Thưa các vị, cái nhìn của mình, cái việc lớn vô cùng là đất nước mình có thể mất bất cứ ngày nào. Cái việc nhỏ đó là đời sống một người rất mong manh. Nhỏ hơn nữa đó là trong vạn kiếp tử sinh, các vị có mặt nó một chút xíu vậy thôi nghe. Chứ có nhiều lắm đâu mà mình không trân quý đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Các vị đọc cái lời nói đầu Ngài Đạt Lai Lạt Ma rồi các vị thấy rằng là dường như chúng ta chưa có nếm được hương vị pháp. Người nếm được hương vị pháp, thưa các vị, họ không có phí thì giờ vào những chuyện vẫn vô ích. Đời sống này phát nguyện rằng là ta có mặt giữa trần đời, một là ta làm đời sống mình đầy lên, đẹp lên, thiện lành lên. Hai là không nỡ vung vãi những cái buồn phiền, giận dữ, chọc tức người. Thưa các vị, mình ở Phổ Đà dường như gần cả ngày đó, nghe chú đệ tử mình đã nói mình rất là phục đó. Mình hỏi chứ, con sống đây sao? Nói thưa thầy, con nghĩ rằng là không có chi đáng cho con buồn phiền được đâu thầy. Tại vì điều thứ nhất là con nghĩ mỗi người có cá tính rất là khác biệt. Con luôn tùy thuận người thôi. Con luôn muốn làm cho người hạnh phúc thôi. Cho nên người ta nói gì với con cũng hoan hỷ chấp nhận được. Người ta biểu con ở thì con ở, biểu con về, con về. Con chưa hề chống trái chi với đại chúng cả. Thưa các vị, cái điều này khi người ta nếm được, hoặc người ta có một cái tâm hành như vậy thì đời sống người ta nó đỡ làm khốn khổ bao nhiêu người nghe. Mình chấp nhận mọi cái thiệt thòi về cho chính mình. Thế thì thưa các vị, không có chuyện gì gọi là phiền muộn bất an cả. Thưa các vị, nói như thế để chia sẻ cái điều rất là quan trọng là nếu các vị nhìn hoàn cảnh của các vị đang sống ở đây, rồi hoàn cảnh của người Việt bên kia, các vị thấy là chúng ta đang ở trên thiên giới. Không có anh công an nào vô làm khó các vị nghe. Không có nửa đêm mà các vị phập phòng, sợ sệt người ta tới kiểm tra hộ khẩu, đuổi mình đi kinh tế mới. Và thức ăn thì vô cùng là hiền lành, không khí thì thở vào thở ra rất nhẹ.
Mấy chú nói thưa thầy, người Việt Nam bây giờ họ mau già lắm thầy. Hỏi sao vậy? Nó thầy không biết đó chứ còn ngủ vậy nghe miệng nó đắng đó. Miệng rất hôi, tại vì không khí thở, tại vì nước uống. Cho nên tuổi ngang với thầy bên Việt Nam người ta già hết rồi, thầy biết không? Thì các vị nhìn coi là đời sống các vị nơi đây rõ ràng rằng là nếu bỏ lên cân thì chúng ta đang ở trên thiên giới, chúng ta có điều kiện để tu tập, có điều kiện để làm cho lòng mình nó tràn đầy phúc lạc, có điều kiện để mở lòng ra hoan hỷ với người thương yêu, cống hiến sự có mặt của mình cho người. Đằng này mình không làm được, mình sống với chính mình còn cô phụ mình nữa, thế thì mình cô phụ người là chuyện bình thường nhé. Khi các vị còn chưa biết thương các vị thì các vị đừng nói thương ai. Chuyện này xa vời lắm. Các vị còn giữ nguyên cái lớp bản ngã của các vị. Các vị muốn cái điều này phải làm như ý tôi, điều kia phải như ý tôi. Thưa các vị đừng hòng tạo được hạnh phúc cho chính được thân mình và cho người khác. Nên biết rằng cuộc đời này nó vô vàn những điều trái ý nghịch lòng. Nếu mình có quan niệm rằng nên làm tùy thuận người, khi nào người hài lòng thì mình hoan hỷ, thì cái điều này thưa các vị tự nhiên nó làm cho đời sống các vị nhẹ ra. Các vị có thể sống được bất cứ nơi đâu, các vị có thể hài hòa được với bất cứ mọi người. Và làm được cái điều này thì phước lành nó mới lớn được. Còn không thì đời sống ta có cách chi vươn vai lên để có thể thành đạt được cái điều gì về đời sống tu tập giữa cuộc đời này cả. Đó là mình giải thích một chút về cái phần nói đầu. Và mình mong rằng là các vị đọc cái cuốn này trầm tư về những điều của Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy. Lâu nay mình không có đọc cái phần nói đầu cho các vị nghe vài đoạn là do vì mình nghĩ tôi học vào từng lời. Cho nên mong rằng là mỗi người con cuốn các vị nên đọc rồi các vị chiêm nghiệm từng câu, những lời đầy trí tuệ. Vượt ngoài biên giới tôn giáo á, một cái lời nói đầu ông dẫn là bảy thời tọa thiền để chiêm nghiệm về cái chết đến với tự thân. Kỳ thực rằng là mình cũng không có nhiều thời giờ để mỗi ngày dành tới 7 tiếng đồng hồ ngồi trầm tư về cái chết nhé. Nhưng mà các vị có thể ngồi bất cứ nơi đâu để trầm tư được mà. Ngồi trên xe thưa các vị, chỉ cần các vị lơ là một chút thì các vị tông vào người khác thì mất mạng chứ có phải là khó khăn chi đâu. Và trên con đường mình đi dạy, đi đi về về, đôi khi mình cũng rất là lặng mình nghe. Tại vì thấy khi xe nó tông nhau rồi thì thưa các vị là không có mở cửa xe được đâu. Phải lấy cưa sắt tới cưa, lấy sát người ra thôi. Nó dẹp, co rúm lại hết. Có khi nó bốc cháy. Và ta không lường được là phút giây này ta ngồi bình yên, phút giây sau ta còn có mặt hay không, ta nào hề biết. Cái chết nó rất ư là dễ dàng đến với mọi đời sống. Cái sống thì chúng ta chăm chút cẩn trọng vô cùng để có được cái sống, nhưng mà cái chết thì chỉ cần một chút thôi nghe. Một chút lơ là, một chút bất cẩn thôi, một chút tật bệnh thôi. Một cái tế bào nó quậy phá trong tự thân các vị, nó làm thành ung thư thì không có trời nào cứu được cả. Nếu ta có khả năng quán chiếu về đời sống mình rất là mong manh, thế thì tôi nghĩ không ai có gan quỷ phá đời sống mình. Mình sống giữa trần đời này nó rất là phù du. Rồi mình không sống được với nhau để tạo được hạnh phúc cho nhau, mình cứ gây khổ lụy phiền muộn với nhau thì rất là tội nghiệp. Trong cái cuộc tử sinh thưa các vị, chúng ta đều gặp nhau rất là ngắn ngủi. Rồi chúng ta chia tay có khi là 1 triệu năm nữa chưa chắc gì chúng ta gặp lại. Các vị sống với người thân của các vị, với vợ, các vị với chồng, các vị với con, các vị có hy vọng rằng là sống với nhau tới già không? Không đâu. Con ta lớn nó đi mất hết. Rồi các vị có nghĩ rằng là các vị sống với người hôn phối của các vị tới lúc bạc đầu 80, 90 tuổi không? Cũng không đâu. Gắn kết với nhau thì nó rất là khó khăn, nhưng mà chia tay thì nó cũng rất là dễ. Rồi nếu, thưa các vị, nếu trong một khoảng ngắn giữa đời sống với nhau mà chúng ta hành hạ nhau thì rất là tội nghiệp nhé. Không có làm hạnh phúc cho nhau được thì cũng chớ hành hạ nhau. Tại vì mỗi một ngày đến với ta, nó đi ra, nó đi mất biến, nó có trở lại chúng ta đâu mà tìm lại được cái ngày đã đi qua.
Ngày nay các vị không trân quý nó, để cho cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái sự trách cứ nhỏ nhoi nó tràn ngập tâm thức. Thế thì các vị có được một cái kỷ niệm đầy buồn bã bất an chất vào tâm thức các vị, để ngày mai nó làm thành cái vốn và nó có lời à. Trong khi đó thông minh thì mình quán chiếu được rằng đời sống này mong manh, cái chết đến từng ngày thì mình làm cho từng ngày mình nó có giá trị, nó không đến đổi là quỷ phá từng ngày của đời sống mình. Mình xin lặp lại là ta đang đếm lùi đời sống chứ không phải đếm tới. Một ngày qua là ta cận kề với cái chết. Rồi xin lặp lại một lần nữa cho các vị nhớ rằng là mỗi ngày có chút thì giờ các vị nên quán chiếu về cái chết đang đến với ta. Các vị không cần ngồi trầm tư ngày Đạt Lai Lạt Ma, ngồi trên xe lái trên đường phố. Hãy hình dung rằng chỉ cần cái bùm thôi là mình đi đó. Và chuyện này dễ lắm. Và có khi không phải do mình á, do cái thằng khùng nào đó nó đâm ngang qua mình cũng đủ chết. Và trên đất nước nào thì cái chuyện đi xe nó là xa lạ, nhưng đất nước này thưa các vị ai lại chẳng lái xe. Đó là vài điều nhân đọc cái lời nói đầu gửi gắm đến cho các vị. Và một điều dặn lại, bằng không các vị quên, đó là cuốn sách này rất mỏng, rất mỏng. Mình đọc nó mỗi lần trước giấc ngủ và mỗi lần sau khi thức nhé. Thông thường mình xuống đây thì mình đem xuống, mình về lọc quyển thì mình đem về. Mỗi tối mình đều đọc một đoạn ngắn thôi, khép mắt lại trầm tư trước khi ngủ. Và dường như trên đầu giường của mình khoảng chừng 15 cuốn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma vậy. 15 cuốn. Có khi là hôm nay đọc cuốn này, ngày mai lấy cuốn khác, từng đoạn ngắn thôi. Và không cần đọc ngấu nghiến cho hết. Hãy đọc một đoạn, xếp lại, trầm tư. Hãy làm cho những lời của Ngài dạy nó thấm vào từng tế bào của mình để sống. Chứ không phải là đọc để có thêm kiến thức, thưa không. Thế rồi hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 9. Các vị dở cái trang thứ 25 á. Ngài dạy rằng hãy hân hoan trước hạnh phúc của kẻ khác, bởi vì đấy cũng là một dịp để mình tạo ra những phút giây vui sướng cho riêng mình. Hãy hân hoan khi chính mình được hạnh phúc, bởi vì thương yêu kẻ khác chỉ có thể thực hiện được bằng cách không nghĩ đến niềm yêu thương của chính mình. Thương yêu kẻ khác sẽ giúp quý vị phát huy được sự vững tâm và lòng tin tưởng. Phương cách mà quý vị cảm nhận về các cảnh huống xảy ra trong sự hiện hữu của mình sẽ đưa đến các thể dạng hoặc trung hòa, hạnh phúc hay khổ đau mà quý vị cảm nhận được trong cuộc sống của mình. Cái chủ đề này mình đặt cho nó một cái tên, đó là để được hạnh phúc. Để được hạnh phúc. Đây là từ ngữ thứ 9 nha. Ý đầu mình gọi ra đây nó là điều này. Không có sự khác biệt nhiều giữa các đời sống. Chỉ có sự khác biệt bên trong thôi. Ý mình muốn gửi gắm đến đại chúng điều này. Thưa các vị, là đời sống ngoại vi của ta, tức là đời sống của hình hài, đời sống của sự thụ hưởng vật chất, thưa các vị, không khác nhau. Các vị dù có giàu mấy thì các vị cũng ăn một ngày 3 buổi chứ không thể ăn nhiều hơn được. Không ai khùng gì ăn rồi bóc họng ra rồi ăn lại. Không có chuyện đó. Dù thức ăn ngon mấy người ta cũng không làm điều này nghe. Và dù cho các vị có sắm cái giường rộng bao nhiêu đi thì tôi không biết. Loại king size hay loại chi đó. Thế nhưng mà thưa đại chúng, các vị cũng chỉ nằm vỏn vẹn cái lưng của các vị trên tấm nệm mà thôi nghe. Thế thì đời sống bên ngoài, dù cho nhà cửa sang trọng, dù tiện nghi bao nhiêu thứ, dù cho các vị sắm chiếc xe lớn như thế nào, xe của các vị lại mắc như thế nào, nhưng mà vẫn đi như người ta thôi. Các vị không thể có một chiếc xe cái tốc độ nó tới 300 mai một giờ mà các vị có quyền chạy 300 mai, các vị vẫn phải chạy theo cái dòng xe cổ mà ta chạy thôi. Là từ những điều này, chúng ta có cái nhìn rằng đời sống bên ngoài không khác nhau đâu nghe. Các vị vẫn thở hơi thở vào ra để sống. Người tàn tật hoặc người nghèo, thưa các vị, homeless ngoài đường phố, nó cũng vẫn mượn từng hơi thở vào ra để sống. Căn bản nhất đời sống là như vậy. Cho nên cái sự khác biệt nó không có hề
là nhiều lắm so với đời sống bên ngoài. Các vị có thể ăn ngon hơn, thế nhưng mà chưa chắc gì ngon miệng. Tại vì thức ăn ngon còn là một việc ngon hay không, cái khả năng hưởng thụ. Có những người giàu, thưa các vị, đối với họ thức ăn nó rất đắng nha. Dù làm rất ngon nhưng mà thức ăn vẫn đắng á. Thế là có những người nghèo, thức ăn là nó không có chi cả, chỉ những con cá lòng tông kho thôi, nhưng mà ăn ngon như là sơn trân hải vị. Có lần đó mình về thăm bà già mình, mình thấy bà ăn cơm mình thèm à. Hỏi chứ má ăn ngon hả? Nói thầy ơi, tôi già miếng cơm vô tôi chưa kịp gắp miếng đồ ăn là nó chảy mất vô trong bụng rồi thầy, nó ngọt vậy đó thầy. Thầy ăn được hả? Nói không, tôi nhìn thấy bà ăn tôi mắc thèm nhưng mà tôi ăn thì không ngon lành gì cả. Thế thì thưa các vị, cái khả năng thưởng lãm của các vị bên trong nó quan trọng, nó làm thành hạnh phúc cũng không hạnh phúc, chứ không phải là chuyện thức ăn nha. Cũng cái nhà, cũng cái xe, cũng miếng ăn, cũng con người như vậy. Nhưng mà nếu trong tâm của các vị, cái nội dung đời sống của các vị mà nó ở một cái mức độ nào đó thì nó cảm nhận được đời sống bên ngoài theo cái trình độ tâm thức của các vị. Tâm thức ta tràn đầy phiền muộn, bất an, giận dữ, căm ghét. Thế thì dù cho cái người hôn phối của ta thiên hạ nhìn vô cùng ngưỡng mộ, thấy họ hiền, họ đẹp, họ như bà tiên, thế nhưng mà với ta thì ác quỷ ạ. Cái điều này, thưa các vị, nó rất đúng nghe. Có những người, thưa các vị, đối với hàng xóm láng giềng, ta ngưỡng mộ ông chồng họ vô cùng, nhưng mà với họ thì ông chồng đó là tên quỷ dữ ạ. Rồi cái điều này, thưa các vị, nó là một sự tương tác. Khi các vị nhìn người của các vị mà các vị tràn đầy sự tri ân, thì người ta cũng có thể có cái dòng năng lượng tri ân nhìn lại các vị. Thế nhưng mà các vị nhìn người ta bằng cái nhìn đầy phê phán, căm tức, giận dữ, thế thì người kia cũng, họ cũng phát tiết ra cái dòng năng lượng như vậy đối kháng lại với các vị. Cho nên ý đầu mình gửi ra đây, thưa các vị, không có sự khác biệt nhiều giữa đời sống ngoại vi, mà sự khác biệt nó xảy ra là đời sống bên trong của các vị thôi. Nội dung tâm thức của các vị nó ra làm sao thì nó làm thành đời sống hạnh phúc hoặc bất hạnh của ta nghe. Điều này nó là một lẽ thật chứ không phải là lý luận gì cả. Nó là một lẽ thật cả. Nội dung bên trong đời sống chúng ta như thế nào đó thì ngay trần gian này là thiên giới. Còn nội dung đời sống ta như thế nào đó thì ngay thiên giới nó là cảnh giới của địa ngục. Địa ngục hay là thiên đường, nó không khác nhau ở chỗ nhà cửa sơn son thép vàng, mà nó khác nhau ở con người nơi đó. Nếu con người đó thực sự là thiên đế thì cho dù hắn ở nhà tranh hắn vẫn là thiên đế. Nếu con người đó là ác quỷ, thưa các vị, dù cho bỏ trong lâu đài sơn son thép vàng vẫn là ác quỷ thôi. Cho nên cái điều gợi ý đầu tiên, thưa các vị, là đời sống ta sự khác biệt không lớn lắm đâu bên ngoài, nhưng mà nó sẽ rất lớn khi nội dung tâm thức của các vị đổi thay. Nội dung ta là thánh thì thưa các vị, trần gian này ta nhìn khắp thiên hạ là thánh, nơi ta ở là nơi của bậc thánh. Điều này các vị đọc bên trong cái chuyện của bà Deep Ama, các vị thấy nghe. Có gì quan trọng đâu cái chuyện mà lượm mấy con búp bê ta vứt ngoài đường rồi bỏ vô thao bà kỳ bà cọ và đánh cho nó sạch để mang về Ấn Độ cho những em bé nghèo. Thế nhưng mà mấy người Mỹ nó học thiền, dân có phí đi à, nó rình rình, nó chụp hình, nó ngưỡng mộ nó, đây là bậc thánh giả đang giặt áo, đang phơi áo, bậc thánh giả đang kỳ cọ, đang tắm cho những con búp bê. Nó khác nhau ở chỗ là cái nội dung tâm thức của bà nó biểu hiện ra cái cách hành xử của bà, cho nên ta đánh giá rằng thánh hay là phàm, ác quỷ hay là thiên giới nghe. Đây là điều thứ nhất, xin các vị nhận diện để được hạnh phúc. Không phải là cái chuyện các vị tìm tòi, các vị cần thêm cái chi cả để được hạnh phúc, là các vị đổi thay cái nhận diện của các vị, cái suy nghĩ của các vị, cái cảm xúc của các vị, cái cách cư xử của các vị thì nó làm thành hạnh phúc hay bất hạnh. Điều thứ hai, mình gợi ý là nội dung. Thưa các vị, là nội dung đời sống bên trong, tạm chia tầng thứ nhất, đó là tầng phàm phu nghe. Thưa các vị, cái tầng này là tầng bình thường của tâm lý chúng ta đang hoạt động đây. Thế nào là tầng phàm phu bình thường?
trạng thái tâm thức của ta nó luôn đang xen cái chuyện ghét, thương, phê bình, phán xét. Và tất cả những cái phê bình, phán xét, ghét, thương của ta nó đặt trên cái nền tảng của cái chi nơi tâm thức. Thế các vị, nó đặt trên cái nền tảng của những ký ức các vị lưu trữ, tức là những dữ kiện chúng ta nạp vô như thế nào. Từ những dữ kiện đó nó hình thành cái màu sắc, để chúng ta qua cái màu sắc đó ta thấy đối tượng. Không biết mình nói vậy nó có gì hiểu không? Chắc dễ hiểu nha ha. Ví dụ như mình nạp vô trong tâm thức mình, trong cái máy tính của mình đó, là cái chương trình đó, là những hình ảnh nó luôn biểu hiện rất là méo mó, rất là xấu xí, rất là đanh ác. Mình nạp cái chương trình đó, cho nên tất cả những hình ảnh mình nhập vô sau này, thưa quý vị, nó hiển thị nơi cái monitor toàn là những hình ảnh của ác quỷ cả. Thế thì ngay đời sống phàm phu, các vị nhận diện tâm hành của mình, các vị nhận ra là ta đang là phàm hay là thánh ngay thôi. Ví dụ như mình nhìn là phê bình, nhìn là phán xét, nhìn là luôn thấy những điểm xấu của người, thấy những điều đáng trách của người, đầy nghi ngờ, đầy thù hận, đầy căm ghét. Thế thì biết rằng cái nội dung tâm thức của mình chứa rất là nhiều cái tạp chất ô uế. Và tạp chất này nó là biểu hiện bình thường của mọi tâm thức phàm phu nghe. Dường như là cái lòng tốt bây giờ nó trở thành một loại xa xỉ phẩm á, tìm không ra. Nó không cần thiết trong xã hội loài người bây giờ. Người ta càng ngày càng đi vào chiều hướng là càng vô cảm, càng bạo động, càng căm ghét, càng thù hận. Càng ngày càng đi về cái khuynh hướng là nghe đến những chuyện đánh giết chiến tranh thì mình rất thích chí. Nghe những tấm gương lành của các bậc thánh có mặt giữa trần đời, nghe sự hy sinh của người, dường như mình cảm thấy rất là nhạt nhòa. Để ý rằng những cái thông tin tivi á, thông tin nào mà nó giết chóc nè, nó làm khổ đau nè, nó hành hạ nhau, thì những cái đó nó rất hút mắt của người ta. Các vị đọc trong những cái dòng chữ phê phán về những thông tin, các vị thấy là nó dùng những ngôn ngữ rất là tục tằn á. Dường như là cái chất văn hóa thời xưa dần dần nó biến nó mất. Mình đọc trong những thông tin bằng tiếng Việt thôi nghe. Các vị thấy là những phim ảnh là một nè, những dòng thông tin là hai nè, tất cả những cái lời gọi là chia sẻ phía dưới đó, thưa các vị, nó dùng những ngôn ngữ dường như là càng ngày càng thất học. Tìm những cái ngôn ngữ mà nó đàng hoàng, có văn hóa, càng ngày càng hiếm. Điều này nó một phần là do cái mạng lưới thông tin bây giờ nó có quyền là vung vãi bao nhiêu thứ tạp độc mà không cần chịu trách nhiệm gì về những lời mình nói cả. Thưa các vị, là lên những trang website hoặc là những cái thông tin, người ta đâu hề để địa chỉ chính xác hoặc là tên tuổi chính xác của người ta. Ngày xưa tình trạng thơ nạc danh đã là một cái loại tiểu nhân bỉ ổi vô cùng, người ta không dùng tới. Thế nhưng bây giờ thì người ta có quyền sử dụng. Nó còn tệ hại hơn những loại thơ nạc danh nữa. Bây giờ nó có một cái từ gọi là cái từ gì mà trên trang mạng nó hay dùng đó, tức là khủng bố tâm lý. Khủng bố tâm lý bằng những cái lượng thông tin chảy vào người. Và thưa các vị, có những người không chịu đựng nổi nghe. Ví dụ như những nghệ sĩ hoặc là những người đóng phim, họ bị những cái thông tin làm áp lực với họ rồi đến nỗi họ tự vẫn á. Thì các vị biết rằng là cái mạng lưới thông tin nó là một cái loại dao hai lưỡi. Nó giúp người ta hiểu được rất là nhiều những thông tin xa từ vạn dặm, nhưng mà cùng một lúc nó là một loại quấy nhiễu. Nó quấy nhiễu tình dục là một nè, nó xâm phạm đời sống riêng tư người ta là hai, nó làm áp lực tinh thần rất nặng nề đến nỗi người ta không sống được mà người ta tự vẫn là ba. Điều này dường như nó xảy ra rất là nhiều trong cái thế giới của chúng ta hiện tại nghe. Thì các vị hình dung rằng là cái tầng tâm thức phàm phu này nó là bản chất của mọi đời sống con người giữa trần gian à. Trong ta cũng có, trong người cũng có. Và khi nào các vị nhìn vào lòng mình, các vị thấy rằng mình vẫn còn ngưỡng mộ những cái trận đấu ác liệt, mình ngưỡng mộ những cái phim ảnh nó đầy chết chóc, hoặc là đọc những cái thông tin rất là xấu xa, rất là tệ hại, và mình cảm thấy như là những cái điều này nó hút mình, thì các vị biết rằng trong tâm thức mình cái hạt mầm của ác tính nó còn rất nặng.
Đây là cái tầng tâm thức phàm phu đây. Thứ hai, tầng tâm thức có tu. Thưa các vị, là một người có trái tim và có chút nhân hậu, có sự tu tập, thì điều thứ nhất, họ luôn chịu thiệt thòi cho chính họ. Họ luôn nhận về những cái phần thiệt thòi cho chính mình thôi. Một câu nói làm tổn thương không nói, một cái gì thiệt thòi cho chính họ, họ nhận về mình. Thậm chí cái việc gần gũi nhất là cái điều này không phải là họ có lỗi lầm chi, họ thấy rất tỏ tường rằng họ là đúng hoàn toàn đó. Nhưng mà người kia bắt họ xin lỗi, họ rất là hoan hỷ, lòng không có một chút buồn phiền gì cả. Tức là nhận về mọi cái thiệt thòi cho chính họ là bắt đầu của một tâm thức có tu. Chưa nói chi nhiều, thưa các vị. Các vị hãy chấp nhận những sự thiệt thòi luôn đến với mình và dành mọi cái điều ưu ái cho người, mọi cái tiện nghi lợi ích cho người. Dù là tiện nghi đó là một lời nói hơn nhau, người ta cũng không buồn làm điều này. Đây là một loại tâm thức có tu mới làm được. Còn nếu không thì thưa các vị, mắc gì mà nhường nhịn nhau? Mắc gì mà không cãi cho ra lẽ? Cái chuyện phải quấy ngược xuôi giữa trần đời này, thưa các vị, dường như nó không có một cái định chuẩn nhất định ngay. Cái tên nào nó già hàm thì nó cãi ra lẽ. Tên nào nó nói lanh hơn thì coi chừng lý luận thắng về hắn. Tên nào nó có quyền uy, tên nào nó có tiền thì có khi lẽ phải cũng về bên hắn luôn nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, ý niệm đầu tiên mình nhận diện rằng để nâng tâm thức phàm phu lên đến tầng cao các bậc thánh, thì cái điều đầu tiên cần làm là các vị luôn chấp nhận mọi cái sự thiệt thòi về với các vị. Và khi có được điều này trong trái tim thì người đó tự nhiên rất nhân hậu. Và cái con người này thưa các vị rất cần trong xã hội chúng ta hiện tại. Và trong phạm vi hẹp thôi, trong phạm vi gia đình thôi, nếu ông chồng hoặc bà vợ mà có được cái lòng nhân hậu như thế này thì thưa các vị, gia đình nó không đổ vỡ. Gia đình đó chỉ tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc mà không có chuyện bất hạnh xảy ra ngay. Còn không thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là dù các vị xây dựng tình cảm bằng bao nhiêu bạc tiền kim cương đá quý nhưng mà cũng đổ vỡ thôi. Không có cách chi các vị duy trì được. Người ta chỉ có thể làm hạnh phúc cho nhau khi người ta nhường nhịn nhau thôi. Chứ không có chuyện là căng thẳng, không có chuyện là xô xát, không có chuyện là cãi cho ra lẽ, không có chuyện là phần quấy, phải về anh, phần phải là về tôi thôi, không có chuyện đó. Thưa các vị, trong bất cứ sinh hoạt nào giữa đời sống, cái này là định chuẩn đó. Trong thế giới người tu cũng vậy đó. Thưa các vị, làm ông thầy có khi là không có bản ngã mới có thể làm thầy thiên hạ được nghe. Đệ tử hồi xưa thì nó khác, biểu nó ngồi, biểu nó đứng, đứng. Còn đệ tử giờ nó biểu thầy ngồi. Phải ngồi, thầy sai. Vâng, thầy sai, phải nhịn đó. Và tôi chưa thấy một vị thầy nào đầy lòng từ bi và nhân hậu như ông cụ Làng Mai vậy đó. Thưa các vị, chuyện này dường như là mình càng sống lâu trong đạo, rồi mình càng đi làm đạo, mình càng nghiệm ra điều này nghe. Cho nên cái điều đầu tiên xin ý thức rằng một tâm thức có tu là một tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn. Nhận cái lỗi về mình, nhận cái thiệt thòi về mình. Điều thứ hai, rất là dễ hiểu nữa, dễ nhìn nữa là một tâm thức vị tha nha. Không xúc phạm người, không buồn lòng người, không gây hấn với người, không phê bình phán xét người. Kỳ thật rằng nếu có chút công phu tu thì người ta làm được điều này nha. Không có rảnh đâu để nhìn cái chuyện phải quấy thị phi của ai. Khi các vị mở mắt rồi các vị nhìn, các vị phê phán ông nọ bà kia thì các vị nên biết rằng là dường như ta chưa đi vào sự công phu thực tập gì cả. Dù cho mang lớp áo người xuất gia cũng vậy nghe. Dường như mình chưa trân quý đời sống mình cho đủ, mình dư nhiều thời giờ quá để làm những việc rất là vớ va vớ vẩn. Trong khi thưa các vị, không ai thay ai thở một hơi thở, không ai thay ai đau một cái răng, không ai thay ai để chết cả. Chuyện ta lo còn chưa xong mà lo chi tới chuyện của ai. Thưa các vị, mỗi người đều chịu trách nhiệm về đời sống của họ.
Thưa đại chúng, là năm xưa mình ở Việt Nam ấy, mình có nhiều bà Phật tử họ rất quan tâm đến chuyện tu tập của mình. Và thưa các vị, tâm ý của họ thì cũng đầy cái sự tốt lành, họ muốn cho mình tu thế này thế nọ thế kia. Thế rồi một hôm họ bao quanh, họ nói: thưa thầy, thầy phải làm thế này, phải làm thế này, phải làm thế này. Mình đơn giản là nói: thưa các vị, mình sợ bà già mình quá cho nên mình đi tu đó, mình không muốn ai khống chế đời sống mình có quyền làm theo mình chứ. Thưa các vị, dường như là người ta tu lâu rồi, người ta cảm thấy rằng là có bổn phận với ông thầy nọ với sư cô kia cho nên chỉ đạo họ. Thưa các vị, điều này sai nghe. Và thậm chí ngay cái tuổi của mình bây giờ, thưa các vị, mình cũng thấy có nhiều người. Cho nên tôi nhận thức rằng một tâm thức có tu là một tâm thức tràn đầy vị tha. Thứ hai là họ tràn đầy cái chi? Tràn đầy trách nhiệm với chính họ chứ không phải trách nhiệm với người khác nghe. Nguyên tắc là khi anh thấy anh có trách nhiệm với chính anh rồi thì tự nhiên anh sẽ có trách nhiệm với người. Trách nhiệm với ta nghĩa là ta tu tập, ta đổi thay ta. Ta làm cho lòng ta nó tràn đầy phúc lạc. Nó không có đến nỗi là phiền não, bất an, gây khó khăn cho người. Khi các vị làm được điều này thì các vị sẽ là một món quà cống hiến niềm vui, phúc lạc cho bao nhiêu người ạ. Cho nên khi có được chút tâm tu thôi thì các vị nên nhớ một điều rằng là ta hãy làm cho đời sống ta giảm nhẹ đi cái tâm thức rất là chật chội. Hãy làm giảm nhẹ đi cái nỗi khổ đè nặng lên lòng mình. Khi nào các vị nhìn thấy lòng mình nó bực bội, nó bất an thì các vị biết rằng là ta đang làm khổ mình. Và khi ta đang làm khổ mình cũng hàm nghĩa rằng là ai mà ở gần là lãnh đủ đó. Các vị ở nhà thì con cái các vị lãnh đủ, các vị tới đạo tràng thì người bằng hữu tu của các vị lãnh đủ, các vị xuất gia thì người xuất gia trong cộng đồng tu cũng lãnh đủ nghe. Hay dùng một cách cụ thể nhất là nếu anh mặc bộ đồ nó hôi hám vô cùng, ô uế vô cùng thì anh ở đâu mà thiên hạ chẳng sợ. Mình thử hình dung rằng mình nhúng cái bộ đồ mình dưới hầm phân, mình mặc vào người để các vị đi tới phương trời nào thiên hạ cũng đều kinh sợ cả. Bản chất tâm của chúng ta nếu còn là phàm phu thì thưa các vị, ta làm khổ mình là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà ta không hề dừng lại ở chỗ tự làm khổ mình đâu nghe. Ta tìm mọi cách làm khổ những người mình liên hệ. Đây là cái điều thứ hai, các vị nhìn lại một tâm thức có tu thì nó phải khác biệt hoàn toàn, đổi thay hoàn toàn về điều này ạ. Điều thứ ba, tâm thức có tu là họ luôn luôn san sẻ những cái điều tốt đẹp nhất của họ có cho người. Miếng ăn của họ có, cái áo họ có, cái điều hay họ suy nghĩ, cái chuyện tu tập của họ, họ không hề làm áp lực với ai nghe. Hai điều đó có mặt trong một tâm thức có tu, điều thứ nhất là họ đủ bình tĩnh, thứ hai là họ đủ thông minh, thứ ba là họ đủ từ bi, thứ tư là họ đầy kiên nhẫn ạ. Họ có thể đợi chờ, không hề áp đặt. Và cái điều này thưa các vị nó rất là dễ xảy ra ngay. Niềm vui nó là một loại năng lượng dễ lây lan vô cùng. Rồi nỗi buồn nó cũng là một loại năng lượng dễ lây lan. Khi các vị có niềm vui trong tâm thức rồi thì các vị ngồi ở đâu, niềm vui nó cũng tìm cách lây lan đến nhất với người. Rồi các vị có nỗi buồn, có sự bực bội, có sự bất an thì các vị ở bất cứ nơi đâu, nỗi buồn, bực bội, bất an nó cũng tìm cách nó chạm vào trái tim của những người gần gũi ta. Và điều này thưa các vị nó là một nguyên lý tương tác. Khi các vị làm cho tâm thức các vị nó tràn ngập sự căm phẫn giận dữ, và khi nó chạm tới người thì người điều thứ nhất là họ đề phòng, điều thứ hai là cái năng lượng xung động đó nó cũng dội ngược lại với các vị thôi. Dội ngược không phải người ta tung chưởng đánh mình đâu, mà dội ngược do vì người kia không chấp nhận thì cái năng lượng xung động và đen tối đó nó tự hoàn tác lại cho chính người đã phát cái năng lượng đó ra. Thưa các vị, một cái nhà máy hạt nhân Chernobyl của Nga đó, một lần nó vỡ ra rồi 30 năm, 3 hay là 50 năm gì rồi mà người ta vẫn còn kinh sợ vùng đất đó nghe. Người ta xây toàn bộ như một cái hòm vậy rất là to, phủ trùm lên cái khu vực đó mà ở hẹn là 100 năm sau, cái khả năng phóng xạ nó mới có thể bị triệt tiêu. Thưa các vị, người ta chưa tổng kết hết được cái bụi phóng xạ đó, nó tác hại đến bao nhiêu sinh mạng con người, cái độc chất đó nó lây lan đến bao nhiêu dặm xa người ta còn chưa tổng kết được.
Đó là một loại năng lượng hạt nhân mà khi nó bị vỡ thì cái tác hại nó còn to lớn như vậy. Thế rồi một loại năng lượng mà nó còn kinh khiếp hơn hạt nhân là một loại năng lượng giận, năng lượng tức, năng lượng căm ghét, năng lượng phiền não, năng lượng bất an, thưa các vị. Cái tác hại của nó lây lan không phải là chuyện đơn giản nha. Thưa đại chúng, là năm 1950, 54, cái công trình cải cách ruộng đất của cơ chế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đó, giết hại tới 172.000, trên 172.000 con người trong mấy năm thôi. Thế nhưng mà đó là cái con số của những người tù tội, những người bị giết tại chỗ. Nhưng mà cái con số của nó lây lan đó là con cái của họ, gia đình của họ, sự căm thù của nhiều thế hệ, người ta chưa tổng kết hết. Ta chưa tổng kết hết. Rồi từ cái điều đó, chúng ta nhìn lại, thưa các vị, người có được sự tu tập thực sự thì cái điều họ phải làm đó là họ luôn san sẻ niềm vui, hiến tặng hạnh phúc, an lạc. Họ làm được bất cứ điều chi cho người thì họ đều làm, họ đều hết lòng. Và cái nguyên tắc này nó cũng đúng với những người mà tâm thức không có tu. Thưa các vị, là phiền não của họ, giận dữ của họ, bất an của họ, căm ghét của họ, cái sự u tối tâm thức họ mà nó tràn đầy thì họ cũng tìm mọi cách họ làm cho nó lây lan tới người. Độc tố của hạt nhân, người ta không có tính được cái con số tác hại của nó về lâu về dài tới cả trăm năm, thì cái loại độc tố của phiền não của tâm thức không tu thế này, thưa các vị, cái sức lan rộng của nó mình cũng chưa có thể tính toán hết được nghe. Nó lan rộng đến người chung quanh rồi nó tác hại đến cả một cái dòng chảy tử sinh của các vị trong nhiều đời, chứ không phải một đời mà hết. Cái hạt mầm phiền não của mình trong đời này mình vung vãi, thưa các vị, cái quả ác nó dội về mình, rồi mình lại chồng thêm cái nỗi phiền muộn bất an, căm giận loài người, tức tối với vạn người. Thế thì nó chồng thêm cho một kiếp tương lai, các vị đi quanh quanh rồi các vị làm cho cái hạt mầm của lậu hoặc phiền não này nó càng ngày càng đầy, để nó dìm đời sống mình đi xuống, đi xuống, đi xuống. Đây là ý thứ ba mình nói về một tâm thức có tu đối chiếu với một tâm thức không tu, để các vị thấy cái tác hại của nó lớn là như vậy. Và cái cụ thể nhất, một cái cách mình bày để cho các vị có thể làm cho lòng mình nó càng ngày càng mở. Có một người cư sĩ Phật tử, họ tới họ thưa với thiền sư Triệu Châu, nó thưa ngài, con phải làm thế nào để có thể thoát được sinh tử luân hồi? Ông nói, tôi nghĩ bà nên làm điều là hãy cầu cho vạn loài chúng sinh thoát được sinh tử luân hồi, còn tôi thì đời đời kiếp kiếp chìm trong sinh tử. Và nói, ông nói cái chuyện gì mà nghe chướng tai vậy? Nó không, đây là một phương pháp, bà hãy thực hành như tôi dạy đi, rồi bà thấy hiệu quả của nó. Xin nguyện con đời đời chìm trong khổ ải, xin nguyện cho mọi người đều được phúc lạc. Bà hãy làm như đi. Thưa các vị, chừng như cái điều của ngài dạy nó rất là giản dị và thực tiễn, nhưng mà người ta không thể làm được điều này nghe. Người ta muốn là mình luôn hạnh phúc và muốn người khác luôn bất hạnh. Các vị nhìn tâm thức mình coi, các vị thấy rằng là khi mình nghe cái chuyện bất hạnh của ai, sầu khổ của ai, trắc trở của ai, lòng mình nó cảm thấy hơi vui. Thế rồi nghe cái chuyện hạnh phúc của ai, giàu có của ai, con họ thi đỗ thi đạt và họ được chồng cưng, vợ thương, đời sống họ hạnh phúc, dường như mình thấy có cái gì cay đắng ở trong lòng, có chút gì ganh tị á. Thì các vị biết rằng là tâm thức của mình nó còn ở cái mức độ rất thấp nghe. Cho nên cái điều cụ thể nhất là, thưa các vị, mỗi tối hay mỗi sáng, để luyện cho tâm thức mình nó có được cái phẩm chất tốt lành để đi trên con đường tu, thì mình nên làm cái việc giản dị đó là hãy cầu nguyện cho những người, đầu tiên những người mình thân, những người không thân, những người mình căm ghét đó, họ luôn có được sức khỏe, có được phúc lành, có được may mắn, có được vạn sự như ý. Và mình quên mình đi, đừng có mong muốn cái điều gì cho chính mình cả, hãy mong cho mọi người họ có được niềm vui, có được phúc lạc, có được hạnh phúc, có được sự may mắn, đừng gặp trắc trở gì của cuộc đời cả. Mọi cái thứ bất trắc nếu có đến thì xin đến tôi, chứ đừng đến những người liên hệ với tôi.
hãy làm cái điều này, thì các vị thấy rằng lòng mình càng ngày càng rộng, lòng mình càng ngày càng mở. Và cũng đừng nghĩ rằng là cầu nguyện như thế này rồi cái hiệu quả nó không có nghe. Nó không có hàm nghĩa rằng hiệu quả nó là các vị luôn chuốc bất trắc mà người kia luôn may mắn, thưa không. Hiệu quả nó là khi tâm mình hướng về ai, mong muốn cho người kia được điều nọ điều kia rất tốt lành, thì cái quả lành nó tự đến với các vị. Không cần cầu cho mình, cầu cho người đi. Không cần làm cái gì cho mình cả, hãy làm cho người đi. Các vị làm cho người kia an lạc, làm cho người kia hạnh phúc bằng cái đời sống của các vị nhường nhịn, là thương yêu, là quý trọng, là tương kính người. Các vị không cần những điều đó nó dội lại, nhưng mà hình dung rằng là tất cả những điều ta làm cho người, người sẽ làm lại cho ta. Nguyên tắc là như vậy. Đây là điều thứ hai. Thế rồi điều thứ ba, chia sẻ thêm điều nữa rồi nghỉ. Thế gần tới giờ rồi, mình muốn thưa với các vị là cái sự hồi báo của trái tim nhân hậu. Thứ nhất là phát huy được các phẩm tính cao quý trong ta. Thưa các vị là chúng ta đang ở trên cái mặt bằng của tâm thức phàm phu ấy, giống nhau cả. Tại vì mình sinh ra trên đất nước này, mình chịu chung một cái quy luật sinh tử như nhau, rồi mình thừa hưởng một cái nền văn hóa như nhau, không khác biệt chi lắm cả. Có thể có nhiều cái trình độ nó sai biệt, thế nhưng mà cái cộng nghiệp thì chúng ta đều là một loại cộng nghiệp chung, chứ không có khác biệt gì nhiều. Do vậy cho nên cái phẩm tính cao quý không phải là món quà tự có, mà đó là cái năng lực tu tập để thay đổi đời sống mình từng ngày mà nó thành tựu, chứ không phải là người ta sinh ra là tự có cái phẩm tính cao quý khác. Nếu có con người nào có mặt giữa trần gian mà họ lành hơn ta, họ dễ thương hơn ta, họ thông minh hơn ta, và tánh tình của họ nhân hậu hơn ta, là do vì trong quá khứ họ đã từng thực tập những điều này, họ đã từng nuôi dưỡng những điều này, cho nên nó trưởng thành trong tim họ. Chứ không phải là món quà này là cái thứ tự nhiên như đất với trời tặng oxy cho các vị thở. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái ý thứ nhất là, thưa các vị, là hãy phát huy sự tha thứ. Kỳ thật cái từ này thì ai cũng có thể nhận diện được, nhưng mà làm được điều này dường như không phải dễ nghe. Tha thứ người dường như là nó đòi hỏi điều thứ nhất là đầy trí tuệ, điều thứ hai là đầy sự thương yêu, thứ ba là đủ độ lượng. Và cái điều này chừng như, thưa các vị, là chúng ta phải tập tành rất lâu mới có khả năng này. Cái câu mà mình hay nhắc đó là anh đừng nghĩ rằng anh tha thứ cho người là người ta thưởng được cái điều tốt lành từ nơi anh, ta hưởng phước từ nơi anh, ta phải mang ơn anh. Không. Tha thứ người là cái cách để anh sống dai hơn giữa cuộc đời, để anh đừng tật bệnh. Tại vì trái tim anh mà nó chất chứa sự phiền muộn, căm ghét, thế thì tội nghiệp cho anh nhưng mà tội nghiệp cho người nghe. Ví dụ như ông hàng xóm ông tới ông chửi mình một trận mà mình cứ căm tức ông, thì cái chuyện gì phát sinh? Có khi ông chửi rồi ông về ông ngủ một giấc rất ngon, thích chí. Mà mình thì tức từng cơn cho nên ngủ không được, mình bệnh. Đó là nói cái chuyện xa vời nghe. Thế rồi cái chuyện gần gũi nhất là người thân của các vị, chồng các vị, vợ các vị hay con các vị, mà nó xúc phạm các vị, nó làm tổn thương các vị, mà các vị mang cái trái tim nó tràn đầy sự giận dữ, căm phẫn, thì mình tự làm cho mình chết trước đó. Làm cho đời sống mình bất hạnh, và vô hình chung làm cho đời sống cả nhà bất hạnh luôn. Cho nên thưa các vị, cái câu thần chú đó là anh đừng nghĩ anh tha thứ cho người là một ân sủng ban cho người. Không, tha thứ là ân sủng anh ban lại cho anh đó. Vì thương tôi cho nên tôi tha thứ, tôi không giận dữ đối với người. Vì thương tôi cho nên tôi không căm ghét ai. Vì thương tôi cho nên tôi không có sân si tức tối. Chứ không phải mình thương người. Hãy vị kỷ một cách trí tuệ như thế này nghe. Hãy có trí tuệ trong cách vị kỷ như vậy. Tôi sẽ chỉ, tôi lành thiện, tôi tu tập, tôi dễ thương là tại vì tôi quá thương tôi. Tôi muốn đời sống tôi bị nhận chìm trong bất hạnh một đời này.
Và tôi cũng không muốn chuốc thêm nhiều nghiệp xấu để cho trong kiếp tương lai tôi đi lanh quanh trong cái cảnh giới vô cùng là đen tối. Tôi muốn rằng ngay một đời này, mượn đời sống này làm cho đời sống mình thăng hoa. Vì thương tôi cho nên tu tập, vì thương tôi cho nên tôi vị tha, vì thương tôi cho nên lòng tôi tràn đầy sự bao dung, vì thương tôi không muốn nhận chìm tôi trong nỗi bất hạnh, cho nên tôi không chấp nhất gì về cái chuyện gây hấn của anh, tổn thương của anh, xúc phạm của anh, hoặc là nói năng thiếu lễ độ của anh, hoặc là cách hành xử nó rất là vụng về của anh. Tôi không chấp nhất là do vì tôi thương tôi không muốn nhận chìm được tôi trong bất hạnh đó thôi. Và khi các vị nghĩ được điều này rồi thì cái chuyện tha thứ là cái chuyện dễ như trò chơi. Tại vì không ai vụng về đến nỗi là tự hủy đời sống mình cả. Mà các vị căm phẫn người, giận dữ đối với người là các vị đang tự hủy đời sống mình thôi. Thế thì cái chuyện tha thứ là cái chuyện dễ thực tập nhất. Điều thứ hai, để làm được chuyện tha thứ, thưa các vị, mình cần dùng nhiều cái cách nữa. Thứ hai là chấp nhận nha những khiếm khuyết vụng về của người. Thưa đại chúng, là chúng sinh trên trần đời này đều bất toàn cả. Ta cũng bất toàn, người cũng bất toàn cả. Đừng mong tìm một người hoàn thiện, tại vì bản chất ta đã không hoàn thiện rồi. Bản chất của ý thức ta nó luôn phê bình, luôn phán xét. Thậm chí là cơ thể của các vị sáng nắng chiều mưa, chứ đừng nói chi là cái chuyện tâm thức nha. Thế thì thưa các vị, con người là một sinh vật bất toàn. Mà ta đã bất toàn thì người khác cũng bất toàn. Cái điều kiện giáo dục nè, điều kiện trưởng thành, điều kiện học hành, điều kiện tu tập của họ rất khác biệt với ta. Thế thì đừng mong có một người giống như ý mình mong muốn. Và khi không có ai giống như ý mình mong muốn, và mình bực bội, mình phiền não, mình bất an, thì tự mình hủy diệt đời sống mình. Do vậy cho nên ý thứ hai, thưa các vị, là hãy chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của người khác. Họ như vậy, ta có đủ sự bao dung độ lượng thì hãy đợi chờ sự đổi thay nơi họ xảy ra thôi. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng là khi mình đủ kiên nhẫn, chấp nhận đời sống họ như vậy, thì cái cơ may sẽ làm họ đổi thay nha. Còn nếu không thì các vị làm chi? Làm thành cái sự phản ứng vô cùng mạnh của người kia. Có những loại giáo dục nó làm cho người ta không những là không đổi thay, mà họ làm ngược lại những cái điều của bố mẹ nói. Có những đứa con, thưa các vị, nó rất kỳ cục nha. Nó rất là lạ, nó chống đối một cách ngấm ngầm hoặc là công khai. Bố biểu, bố muốn là con đi học y khoa, nó ghét, nó không thèm đi học y khoa. Thay vì đừng nói nó đi học y khoa, mà nói nó không thèm học y khoa, học cái thứ khác. Nó đi học hội họa chơi, học viết báo chơi, làm cái thứ không ra tiền, nó thích vậy đó. Rất là chống đối. Đó là trong đời sống gia đình, các vị đã nhận ra có những đứa con nó lạ như vậy. Thế thì trong xã hội này, thưa các vị, là cái điều rất tự nhiên là mọi chúng sinh đều bất toàn, đều khiếm khuyết. Và các vị an trú trong cái cách chấp nhận được mọi khiếm khuyết của người, thì các vị lấy đi những cái bực bội bất an của các vị nơi tâm thức. Điều thứ hai, các vị làm cho lòng mình tràn đầy sự mãn nguyện, tràn đầy niềm vui. Tại vì khi chấp nhận người như thế đó, thì thưa các vị, tự nhiên nó vắng bóng đi cái xung lực làm cho lòng mình bất an thôi. Đây là nét thứ hai khi các vị cần phát huy những phẩm tính cao quý. Điều thứ ba, mình làm thế nào mà có thể sống, có thể làm việc, có thể ở chung được với những người vô cùng khó chịu. Và điều này nếu không tu không làm được. Nếu các vị có trái tim nhân hậu, các vị mở rộng lòng, các vị bớt đi bản ngã thì mới mong có cơ hội là sống được, làm việc được, hợp tác được với những người vô cùng khó chịu. Đa phần những con người làm nên sự nghiệp lớn, họ đều có khả năng như vậy. Họ đều có khả năng là dung chứa người, đều có khả năng chấp nhận những khiếm khuyết của người, đều có khả năng dùng người như là thợ mộc dùng gỗ vậy. Gỗ lớn thì đóng bàn, và gỗ nhỏ thì có thể làm chân bàn, gỗ nhỏ hơn nữa, mà cuối cùng không dùng chi được thì họ cũng làm được việc là bỏ nó vô lò sưởi ấm.
phải không? Thế thì thưa các vị, điều thứ ba đó là làm thế nào ta phát triển được cái phẩm chất cao quý, đó là các vị có thể sống được với bất cứ mọi người, làm việc được với bất cứ ai, không hề là căm ghét, thù hận, loại trừ, chống đối ai cả. Có khi thưa các vị, mình vin vào cái cớ là người kia thế này thế nọ thế kia cho nên tôi không chấp nhận được. Mình quên rằng là mình có thể chấp nhận được người thì người mới chấp nhận được mình nghe. Đầu tiên là mình loại trừ người. Do vậy cho nên mình không thể làm việc được với người, chứ đừng đổ tội vạ vào chỉ một phía mà thôi. Thưa các vị, đa phần chúng ta đều lấy phần phải về ta và đẩy phần sai lầm về người khác. Và cái điều này dường như là nó có mặt trong mọi tổ chức. Tổ chức của người Mỹ dường như là nó sinh hoạt bền hơn tổ chức người Việt nghe. Trong các cái sinh hoạt tổ chức của người Việt, thưa các vị, dường như là cái sự hợp tác lâu bền rất khó xảy ra. Trong những cái tổ chức tu, các Phật tử cũng vậy nghe, chứ đừng nói là tổ chức đời thường làm ăn vì có lợi. Thưa các vị, hầu như là tất cả cái sinh hoạt tổ chức về tu học vân vân, nó đều lâm vô cái tình trạng là đầu voi mà đuôi chuột cả. Đầu tiên thì rầm rộ khai trương, rất ư là hoành tráng. Thế rồi sau đó vài năm thì xếp cờ, xếp trống lặng lẽ mà về chia tay, không dám nói một lời. Đầu tiên thì mời khắp hàng xóm láng giềng khoe mẽ để chứng minh rằng là tôi mới thành lập một cái công trình tu học, vân vân. Thế rồi, thưa các vị, 3 năm, 4 năm thì người ta lặng lẽ xếp cờ, dẹp trống và lặng lẽ đi biến mất. Cái tình trạng không thể chấp nhận người là như vậy. Khi các vị sống, các vị làm việc được với những người mà nó vô cùng là trái nghịch với các vị thì mới mong làm thành tựu được cái sự nghiệp nhân gian và sự nghiệp tu tập. Và nếu cái điều này, thưa các vị, mình ứng dụng nó trong pháp hành trì thì các vị mới có cơ may vượt ngang qua những cái tâm hành vô cùng khó chịu sinh khởi nơi bên trong các vị. Còn không thì thưa các vị, mình vô cùng là bất mãn với chính mình. Và người nào tu mà luôn bất mãn với chính họ thì thưa các vị, không có cách chi họ có thể sống được với người thứ hai hài hòa được cả. Đừng hòng nói đến chuyện sống với người thứ ba, thứ tư được cho mất công. Và tất cả những tổ chức mà nó đổ vỡ, mình nói tổ chức tu thôi nghe, là do vì người ta không thể tu tập được với chính người ta, không thể đi ngang qua được những tâm hành khó khăn đang sinh khởi trong người ta. Đây là cái điều rất là cần để phát huy những cái phẩm tính cao quý. Thế rồi cái điều kế tiếp là thước đo của sự tu tập. Thưa các vị, đời sống người ta có mặt giữa trần đời này không phải để mình trốn chạy, mà đời sống là một cuộc đối mặt, luôn đi tới, luôn đối diện. Do vậy cho nên tất cả người gọi là có đời sống thực thì họ không phải là trốn tránh những vấn đề của xã hội, những vấn đề của tự thân, những vấn đề đời sống gia đình. Tại vì anh còn sống, có hàm nghĩa rằng là anh sống giữa ngàn vạn người, anh sẽ giao tiếp với người, không giao tiếp với bất cứ ai. Anh cũng phải đối diện với thiên nhiên, với nóng, với lạnh, với đói, với khát, với mũi, với mồng, với tật bệnh ốm đau. Do vậy cho nên đời sống đặt ra đó là cái sự giao tiếp giữa ta với người, giữa ta với hoàn cảnh, giữa ta với tâm thức của ta. Thế cho nên cái thước đo sự tu tập không có hàm nghĩa rằng là các vị đo đó bằng cái nhìn của người khác đối với các vị, mà các vị đo bằng cái nhìn của các vị với tự thân mình nghe. Nhìn tâm hành của mình, nhìn cách xử sự của mình, nhìn phiền não bất an của mình. Mình tu mà thấy càng ngày càng khó ứa ra thì sai. Tu càng ngày càng thấy là mình đúng mà ai cũng sai hết thì cũng đi lầm đường. Mình tu mà càng ngày càng thấy chừng như thiên hạ ai cũng đáng ghét, chỉ có mình là làm đúng và dễ thương, thế thì mình cũng đang sai đó. Cho nên khi mới tu thì thưa các vị, người ta còn chấp nhận được một điều là thấy thiên hạ sao sai hết mà mình tu cứ tinh tấn thôi mới đúng thôi. Thế rồi tu đến giai đoạn nửa chừng thì thấy dường như là ta cũng đúng và sai, người cũng đúng và sai. Thế rồi cái thước đo cuối cùng của người tu có sự tiến bộ là thấy thiên hạ ai cũng đúng cả,
Mà mình thì sai cả. Ai cũng tốt cả, mình thì vụng về, ai cũng dễ thương cả. Chỉ có mình là đáng ghét thôi, mình không dễ thương thôi. Còn thiên hạ ai cũng dễ thương cả. Thế thì đây là thước đo đầu tiên đặt ra cho những người thực tập. Nếu các vị còn chưa có thể đi vô cái chiều kích này, các vị tu mà càng ngày các vị càng phê bình, càng phán xét, càng thấy chuyện dở hay của thiên hạ. Thế thì điều thứ nhất là dư quá nhiều thời giờ để làm việc này. Thứ hai là dường như mình không có sợ là từng ngày mất đi không kiếm lại được. Điều thứ ba là chừng như là càng tu bản ngã càng dày, càng tu càng khó ưa ra. Và cái tình trạng này, thưa các vị, nếu các vị ở một mình thì nồi niêu chén bát gì cũng bể cả. Mà nếu các vị sống với người thứ hai thì chắc chắn là người ta phải chắp tay lại các vị, người ta chạy mất thôi. Chuyện đó là như vậy nghe. Cho nên xin nhắc nhau rằng là sự tiến bộ có thể đo được là do chính các vị có nhận diện về những cái vụng về của chính mình hay không mà thôi. Không cần nhìn ai để biết rằng người ta kính trọng mình tu khá, người ta coi thường mình tu dở thứ không. Thiên hạ nhìn các vị không quan trọng bằng chính các vị nhìn lại mình. Đây là ý đầu thước đo sự tu tập tiến bộ cùng không, là các vị nhận diện về mình là chính xác nhất. Điều thứ hai, càng hơn nữa là tất cả cái cảnh huống xảy ra, các vị nhìn cái cách cảm nhận của mình rồi thấy mình có tiến còn không tiến. Ví dụ như phiền não đến, bất an đến, lo âu đến, trái ý nghịch lòng nó đến với ta, rồi cái sự cảm nhận của ta, đối kháng của ta, cái nhìn của ta như thế nào, thì các vị biết rằng mình có tiến cũng không tiến. Các vị thấy những cái hoàn cảnh này nó vô cùng khó chịu chạy trốn thì biết rằng lực tu mình chưa có. Và thấy rằng là mình luôn phản ứng lại với tất cả những điều trái ý nghịch lòng. Thế thì biết rằng là dường như là cái năng lực tu của mình chưa đi đến đâu cả. Mình muốn là mọi việc trong cuộc đời này nó thuận với ý mình. Mình muốn là mọi quyết định của mình thiên hạ phải nghe. Thế thì thưa các vị còn đang ở cái mức độ rất thấp của con đường tu nha. Hãy nhìn cái sự phản ứng của mình để biết rằng mình có tu cũng không tu. Người thực sự có tu, thưa các vị, cái phản ứng của họ đối với mọi việc dường như là nó không có đến nỗi là gây xung đột, bất an. Phản ứng của họ nó không có giải tỏa được những áp lực là mồ, không có thể khiến cho người ta thay đổi về cách nhìn, cách sống của họ, thì tối thiểu họ cũng làm cho những cái tình trạng như vậy nó được hóa giải, nó được bốc khói bay đi, cho nó không có lưu lại ảnh hưởng đen tối gì trong tâm thức của họ. Thì đây được gọi là trạng thái của tâm có tu tập và có sự hồi báo nhất định, hay là nói cách khác là có sự tiến bộ nhất định trong cái phẩm tính cao quý của người có tu tập. Đó là những điều mình chia sẻ. Giờ tới cái phần cuối, vài ý kết luận cái bài học này đó. Ý thứ nhất, thưa các vị, cái nguyên tắc nghìn đời đó là khi các vị hiến tặng hạnh phúc cho người thì hạnh phúc nó trở về với các vị nghe. Đây là một loại nhân quả rất tự nhiên. Mình hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc, hiến tặng lời kính trọng, hiến tặng một câu nói dễ thương, hiến tặng một cái nhân cách xử sự vô cùng là đầm thắm, đẹp đẽ, nhân văn. Thế thì cái món quà người ta sẽ hồi báo lại với các vị. Còn các vị hiến tặng sự lừa gạt, hiến tặng cái sự khó chịu, hiến tặng cái sự kiêu ngạo, khó ưa, trịch thượng, thế thì cái món quà nó hồi báo lại với các vị y như những điều các vị hiến tặng. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Thưa các vị, đừng tin thôi, các vị thử làm điều này, các vị thấy là món quà nó tự đến với các vị thôi. Các vị trịch thượng với người, các vị hung hãn với người, các vị đầy thị phi nhân ngã với người, các vị chê trách người, thì các vị thấy là hậu quả nó liền đến với các vị, không có chạy được nào thoát cả. Đó là một loại nguyên tắc ban đầu. Hiểu được điều này rồi ta sống cẩn trọng từng phút một. Ý thứ hai, niềm tin và sự thương mến, thưa các vị, nó không phải là món quà từ trên trời rớt xuống tặng cho các vị nghe, mà nó là cái quá trình tu tập
thay đổi để làm cho nội tâm của các vị càng ngày càng giàu có. Chưa hề có cái thứ gì trên trần gian này mà không có thuế. Thế thì chưa hề có một phẩm tính cao quý nào trong tâm thức ta mà không có tập luyện, không có đổi thay, không có quân tập nó từng ngày để nó trở thành cái phẩm chất cao quý của đời sống bên trong ta. Mình xin lặp lại. Về đời sống ngoại vi, tức là đời sống hình thức bên ngoài, thưa các vị, ta đều giống nhau, không hơn kém gì nhau cả. Thế nhưng mà nội dung bên trong á, nó quyết định đời sống hạnh phúc cũng không hạnh phúc. Còn nội dung bên trong đời sống các vị có quyền làm đổi thay, có quyền làm giàu có thể giàu có cái ác, có thể làm giàu có cái cao quý, cái lành thiện, cái chân thật, cái dễ thương trong các vị. Đây là một quá trình luyện tập và làm giàu có từng ngày, chứ không hề là một món quà cho không ai cả. Ý thứ ba, hãy bắt đầu cái phẩm tính cao quý và sự tu tập của mình bằng cái đức tùy hỷ trước. Hãy tùy hỷ với những thiền hạnh của người, tùy hỷ với những việc làm đẹp đẽ của người. Những cái rất nhỏ như là người ta thành công, người ta có tiền, người ta có sắc đẹp, người ta có sức khỏe, người ta có tất cả thứ gì mà cuộc đời này trao tặng cho người ta mà thiên hạ đều ngưỡng mộ, thì thưa các vị hãy đề phòng trong tâm thức ta cái chất ganh tị á. Hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn tùy hỷ, rất là thiện tâm và đầy hỷ lạc đối với những việc thiện sự của người, với sự thành công của người, là một người cực thông minh mới làm được. Tại sao? Thưa các vị, tâm thức ganh tị nó vốn là bản chất của mọi con người nhé. Tôi không được thì anh đừng hòng, tôi không hạnh phúc thì tôi cũng muốn anh bất hạnh như tôi. Đây là tâm thức rất tự nhiên. Do vậy cho nên thấy người ta vui, thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta giàu, thấy người ta đẹp, thấy người ta trẻ trung, thấy người ta sức khỏe, thưa các vị, dường như trong lòng mình nó có một cái chút gì cay đắng đó. Cái điều này có tu rồi thì các vị rất tinh tế, các vị nhìn ra thôi. Còn nếu không tu thì thưa các vị, mình thấy chuyện này rất tự nhiên nha. Do vậy cho nên hãy bắt đầu thực tập những cái phẩm chất cao quý, đó là các vị luôn tùy hỷ với niềm vui của người. Và mình muốn nói đó là người thông minh mới làm điều này nghe. Tại vì một đời người, thưa các vị, mình kiếm được những niềm vui về cho chính mình thì nó không có phải dễ. Thế nhưng mà rồi mình nhìn quanh thiên hạ thì thưa các vị, mình kiếm được vô vàn niềm vui. Do vì mình thấy người ta còn khỏe mạnh là mình vui, thấy người ta đi xe đẹp mình cũng rất là hạnh phúc, thấy người ta được con, người ta có hiếu mình cũng rất là hạnh phúc. Tức là mình luôn tìm những niềm vui của người để làm giàu có niềm vui của mình, thì người thông minh lắm họ mới làm điều này được. Còn không thì chúng ta ở trên cái mặt bằng tâm thức phàm phu thôi, để cho sự ganh tị, căm ghét nó tràn đầy nơi tâm thức ta, để cho cái ác nó luôn có mặt. Đây là cái điều rất vụng về, mà nếu không khéo thì chúng ta đều lâm vô tình trạng như vậy cả. Tôi xin dừng ở đây. Giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện hậu.